Xin chào các bác, trên tay em đang là dòng sản phẩm pin mới 100% hàng OEM Sunim XB8800. Hàng OEM được bên em đặt hàng theo đơn do xưởng Trung Quốc họ sản xuất theo đơn đặt hàng. Thì cái dòng pin này là loại ổn nhất của bên em. Dùng max thời lượng dung lượng 4900 mAh và đã được thử nghiệm trên khá nhiều khách hàng và 100% không có ai khiếu nại. Và đa phần nhận được phản hồi pin dùng tốt, khỏe. Khi mà về cái quy cách đóng gói thì khi pin mới thì đều được đóng gói bằng ni lông như thế này, được gắn tem của shop để tránh trường hợp làm giả và để bảo hành luôn. Thì trong thời gian bao test 7 ngày anh em lưu ý giữ lại tem này, nếu chẳng may có vấn đề lỗi hỏng thì bên em sẽ đổi mới hoàn toàn. Ngoài ra thì tất cả khách hàng mua pin sẽ đều được đi kèm video hướng dẫn cách test pin chi tiết và được tư vấn kỹ về thời lượng sử dụng thực tế như on screen cũng như thời lượng sử dụng bình thường trước khi đặt hàng. Pin thì ship code nhận hàng kiểm tra thanh toán phí ship 30.000. Còn nếu chuyển khoản trước 100% thì miễn phí ship. Em cảm ơn.